Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 26 tháng 4 năm 2020 và quay trở lại với màn ảnh nhỏ thì hôm nay chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc đây là chiếc bàn thờ Như Ý và đục mẫu sen cò. Vâng, hàng đặt theo đơn hàng của anh Dũng ở tại Thanh Ba Phú Thọ. Anh có đặt chúng tôi là một chiếc sập ngồi khúc và một chiếc thì tôi hôm nọ tôi đã quay lên gửi cho anh rồi. Hôm nay thì chúng tôi là vừa hoàn thiện xong chiếc bàn thờ Như Ý của anh, tôi lại quay và gửi tiếp cho anh. Đây trước mặt quý vị là tổng thể của bộ sản phẩm đây. Chiếc bàn thờ này thì là có kích thước khá là nhỏ gọn thôi, 197 và sâu 97, cao 1m17. Còn chất liệu là 100% chất liệu là gỗ mít ta. Đây hàng quý vị có thể hiểu về gỗ mít thì là nó sẽ cây gỗ nó không được đều màu như là những gỗ hương hay là gỗ vụ hoặc là gỗ gõ đỏ được. Như là bộ bàn thờ này chúng tôi là chọn gỗ như vậy là cũng là tương đối thôi, tương đối là đẹp đấy. Nhưng mà để quý vị biết về gỗ mít ấy, thì là gỗ mít nó không đều màu những cái gỗ nhập khẩu khác. Đấy, chúng tôi đã chọn cho anh gỗ là tương đối là đều màu rồi, rất là đẹp rồi. Hàng chúng tôi là 100% là nguyên loại, không rác. Những cái phần chấm này là phần bọ nước thì là nó không ảnh hưởng gì đến độ bền của sản phẩm cả. Do đặc tính của gỗ mít nó hay như vậy. Đó thì những cái mẫu bàn thờ này cũng khá là đơn giản nên tôi cũng không giới thiệu nhiều. Và quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ tới số điện thoại trên màn hình 0987 510 806, có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nhé. Và video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất của tôi phía bên trong này. Rất nhiều hàng hóa đang ngổn ngang phía bên trong kia. Trời bắt đầu mưa rồi. Rồi tôi xin kết thúc video đây và gửi tới anh Dũng tại Thanh Ba Phú Thọ. Mọi người nếu quan tâm thì hãy bấm đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật được những video mới nhất và những sản phẩm của chúng tôi. Xin chào nhé.